Hầu hết các tình huống bạn thua là do bị dồn đam 2VX một khi bạn chiến đấu với kẻ địch và kẻ thứ ba là đồng đội của tên đích kia bắn lén. Thọt sườn khiến bạn ngã xuống, thật không công bằng. Vì vậy, hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn một số tips. Mẹo để bạn có thể giành chiến thắng khi giao tranh trường hợp 2VX1 và cách thức để tách team địch ra cô lập bọn họ để 1VX1. Đầu tiên là chúng ta nói về thay đổi độ cao. Vị trí cao hơn địch luôn luôn là có lợi trong giao tranh. Di chuyển liên tục xung quanh tòa nhà, tận dụng vách tường, bức tường giúp bạn có thể tiếp cận địch dễ dàng hơn. Hoặc bạn thay đổi độ cao di chuyển giữa các tầng, sẽ buộc địch phải đoán xem bạn đang đi đâu. Và một khi họ nhận ra rằng bạn đang di chuyển lặp đi lặp lại, thì chúng sẽ bắt đầu tách ra. Một kẻ cố gắng giữ ở tầng trên, còn kẻ còn lại sẽ giữ ở tầng dưới. Đó là chính xác những gì bạn muốn. Bạn tách chúng ra để có cơ hội 1VX1 và hạn chế việc bị dồn đam. Với các lệ dần linh động sẽ giúp bạn dễ dàng để thay đổi vị trí, độ cao như Pathfinder, Aten, Horizon và Valkyrie. Tất cả những Legends này đều có khả năng thực thay đổi vị trí và độ cao một cách nhanh chóng. Điều này có thể sẽ địch khá khó bắt được bạn nếu bạn làm đúng và hiểu nguyên tắc. Nhưng khi bạn chơi những Legends khác, bạn vẫn có thể thực hiện được. Bạn chỉ cần phải cẩn thận hơn một chút. Và hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bị vướng vào các animation leo tường. Vì điều này sẽ khiến cho bạn bị hút đam và trọng thương quạt nóc, luôn luôn sử dụng tòa nhà và thay đổi độ cao của bạn, đến khi team địch tách làm hai hướng. Bây giờ, điều tiếp theo thực sự sẽ giúp bạn tách team địch ra thành 1VX1 là buộc họ phải hồi máu. Nói một cách đơn giản, bạn càng gây ra nhiều sát thương, bạn càng dễ dàng cô lập team địch bởi vì khi một kẻ mà bạn bắn yếu máu sẽ lùi lại hoặc hắn chạy đến vị trí an toàn để hiệu giáp. Vì vậy, hắn sẽ thực sự để đồng đội khác ở lại một mình. Hoặc nếu team địch đẩy lên tự ép mình 1VX1 với bạn gây áp lực cho bạn để tạo cơ hội cho đồng đội hắn hiệu máu giáp. Đây là cơ hội của bạn để 1VX1. Còn nếu team địch lùi lại thủ, bộ họ sẽ đoán bạn sẽ đi đâu. Bạn có thể bắn tỉ chúng, đốt tài nguyên của bọn họ. Hoặc cho bạn thời gian để di chuyển vị trí khác tốt hơn trước họ. Nên, nếu bạn đã chơi đúng bài, miễn là bạn tiếp tục gây sát thương, thì đó là một cơ hội chiến thắng dành cho bạn. Đây là những lý do tại sao việc êm tốt lại quan trọng, bởi vì việc gây đâm liên tục sẽ khiến địch phải sợ hãi đưa ra những quyết định sai lầm khiến chúng phải lâm vào tình thế 1VX1 khi chúng không muốn điều đó xảy ra. Đặc biệt là khi team địch không phải là bạn chơi chung, chỉ là ghép cặp random thì sẽ khiến họ càng nhanh chóng đưa ra quyết định sai lầm hơn. Vì vậy, hãy thực sự chú ý đến những gì chúng quyết định làm khi bạn làm bể giáp một tên hoặc gây ra nhiều sát thương, thì tên còn lại có cố gắng cứu đồng đội hoặc đẩy lên không. Bạn càng gây ra sức ép buộc một trong số chúng phải lùi bước, và địch sẽ càng cạn kiệt nhiều tài nguyên hơn, nên việc đưa ra quyết định sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tăng thêm cơ hội để bạn có được những cơ hội 1VX1, lúc đó chỉ cần đảm bảo rằng bạn có kỹ năng, bắn tốt, thay đổi vị trí, sử dụng tường chắn, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này để nhanh chóng hạ từng tên địch nếu có. Một trong những cách dễ nhất để gây áp lực lên team địch là sử dụng lựu đạn, và việc sử dụng chúng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong các tình huống 1VX2 này vì nhiều lý do. Trước hết, bạn có thể sử dụng chúng để chia nhỏ người chơi, vì nó thường sẽ khiến địch phân tán theo nhiều hướng khác nhau khi nhận ra quả lựu đạn này ở bên cạnh, hoặc nếu bom nổ, nó có thể làm chúng văng ra xa nhau. Thứ hai, bạn có thể sử dụng lựu đạn không phải để gây sát thương mà để thao túng không gian. Ví dụ, nếu bạn giao tranh với một tên và cần lấy lại góc tốt hơn trước khi combat, với tên còn lại, bạn có thể ném lựu đạn để chặn chúng đuổi theo bạn, hoặc để tạo thêm khoảng cách giữa bạn và chúng. Nếu chúng đuổi theo, chúng sẽ bị trúng bom, đó là một tin xấu đối với họ. Nếu chúng ngồi lại và né tránh, bạn chỉ cần nhanh chóng đổi vị trí và bắn chúng từ một góc khác. Nếu bạn bắn một tên yếu, bạn có thể ném bom vào giữa tim chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác mà phải tách ra, và cơ hội cho bạn để hạ tên địch yếu nhất kia bằng 1VX1. Hãy giữ trong người một vài quả bom phòng thân nhé bạn, đôi khi bạn có thể lật tình huống nhờ nó. Bây giờ nói về vị trí, điều cuối cùng bạn cần bắt đầu hành động những tình huống này là tập trung vào việc tận dụng những sai lầm của địch, dùng chúng vào vị trí xấu và hạ chúng. Và cách tốt nhất để làm điều đó là bạn phải nắm chắc về không gian của đang giữ. Tất cả những gì bạn phải làm là giữ khoảng cách và tiếp tục tấn công chúng từ các góc khác nhau. Hãy giữ khoảng cách, chỉ thăm dò và bắn khi địch có sơ hở. Tất cả những gì bạn phải làm là giữ vị trí lợi thế của bạn, ép team địch vào những góc xấu. Cuối cùng, một trong số chúng rơi vào tình trạng 1VX1 với bạn. Mỗi lần mà bọn chúng tấn công lên để đẩy bạn, tất cả điều mà bạn phải làm là tạo ra khoảng cách giữa bạn và bọn chúng. Chỉ cần đảm bảo rằng
Bạn có vị trí như cao và nhiều chỗ cover để có lợi vì điều này. Về cơ bản mang lại cho bạn nhiều không gian hơn để combat, trong khi bạn đang hạn chế không gian của họ. Vì vậy, mỗi khi chúng cố lấy không gian đó từ bạn, bạn có thể bắn chúng. Nếu bạn có thể triệt phá những nguy cơ, bọn chúng mất cơ hội đẩy lên, thì cơ bản bạn đã lấy lại thế chủ động, lấy lại nhiều không gian hơn để dồn địch vào một góc, để chúng rơi vào tay bạn từng người một, cũng như buộc chúng mắc phải ngày càng nhiều sai lầm để bạn tận dụng. Tôi hy vọng video này đã giúp cải thiện ván game của bạn, giúp bạn chiến thắng trong một số tình huống. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem. Xin hẹn gặp lại. Person who tries to force the fight is likely going to lose. I hope this video has helped you to win more 1v2 situations and clutch up for your team. This has been Johnny. Thank you so much for watching, and we'll see you in the next one.